Bồ Tát sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu vớt chúng ta thoát khổ lớn sanh tử, được an lạc. Thanh văn độc giác khi an trụ tâm vô lậu tối hậu thì không có việc như thế. Đây gọi là nghĩa phát tâm ban đầu thù thắng hơn phát tâm sau. Lại nữa, Xá Lợi Tử, giả sử giáo hóa tất cả hữu tình đều trụ quả độc giác, A-la-hán thì không thể hộ trì ba la mật đa và trí nhất thiết. Nếu có dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát, làm cho họ phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tức là hộ trì bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và trí nhất thiết. Vì sao? Vì thanh văn độc giác không thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được, vì phát tâm rất yếu ớt, chỉ có các Bồ Tát mới thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đó gọi là nghĩa phát tâm ban đầu thù thắng hơn phát tâm sau. Do đó muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đều nên phát tâm cầu trí nhất thiết. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao biết được tướng các Bồ Tát tu những hạnh gì được gọi là Bồ Tát? Phật bảo Xá Lợi Tử: Nếu có ai phát tâm đại Bồ Đề, siêng năng tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không mệt mỏi, tuy gặp nhiều bạn xấu làm thối duyên nhưng không khuất phục, đây là tướng Bồ Tát. Ai đầy đủ tướng này gọi là Bồ Tát. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Nếu các hữu tình tu nhiều thiện pháp, tâm không nhàm chán, thọ trì tịnh giới, chọn không hủy phạm, thường ưa làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, tuy gặp khổ duyên nhưng không khiếp nhược, tùy sự tu học nguyện cùng hữu tình đồng chứng Bồ Đề, rốt ráo an lạc, đấy gọi là tướng đại Bồ Tát. Đầy đủ tướng này gọi là Bồ Tát. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao hiểu được nghĩa sâu xa Phật đã thuyết, đó là tâm Bồ Tát thù thắng hơn tâm vô lậu của các độc giác và A-la-hán. Cúi xin Thế Tôn vì con mà giải thích nghĩa đó, làm cho chúng con hiểu rõ, để thọ trì không sai trái. Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy cho tâm Bồ Tát còn có tham, còn có sân, còn có si, còn có mạn, vân vân, các tùy phiền não chăng? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn đúng như vậy, bạch Thiện Thệ đúng như vậy, con cho tâm Bồ Tát còn có tham, còn có sân, còn có si, còn có mạn, vân vân, các tùy phiền não. Phật lại hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có cho tâm độc giác và A-la-hán đã lìa tham, lìa sân, lìa si và lìa mạn, vân vân, các tùy phiền não không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn đúng như vậy, bạch Thiện Thệ đúng như vậy, con cho tâm độc giác và A-la-hán đã lìa tham, lìa sân, lìa si và lìa mạn, vân vân, các tùy phiền não. Phật lại hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có cho độc giác và A-la-hán đã dứt hẳn các lậu, khi muốn nhập vô lượng từ bi hóa độ vô lượng vô biên hữu tình, làm cho họ được an lạc và xa lìa các khổ, những vị ấy có làm cho các hữu tình thật sự được an lạc và xa lìa các khổ chăng? Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn chẳng phải vậy, bạch Thiện Thệ chẳng phải vậy. Các độc giác và A-la-hán kia tâm họ hoàn toàn không có phương tiện thiện xảo, làm sao nhập vào vô lượng từ bi hóa độ vô lượng vô biên hữu tình, làm cho hữu tình thật sự được an lạc xa lìa các khổ. Tạm thời xét như vậy, chúng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề quyết định cầu trí nhất thiết trí, vì muốn tất cả hữu tình được lợi lạc đến tận đời vị lai thường không gián đoạn, cho nên Bồ Tát nhập định từ bi, khiến cho vô lượng vô biên hữu tình đều được an lạc và xa lìa các khổ. Ai nghiệp chướng không nặng thì chỉ trong sát na này thật sự được an lạc và xa lìa các khổ. Huống khi đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng lẽ không làm cho các hữu tình thật sự được an lạc và xa lìa các khổ ư? Do nhân duyên này, nếu nói Bồ Tát thật sự làm lợi lạc cho tất cả hữu tình thường không gián đoạn, điều này có lý. Còn nếu nói độc giác và A-la-hán đầy châu thiện bộ, đủ tám giải thoát, đồng thời nhập vô lượng định từ bi, muốn lợi lạc vô lượng vô biên hữu tình, trong đó nếu có một người thật sự được lợi lạc thì điều này không có lý. Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Do nhân duyên này nên tâm các Bồ Tát đối với tâm vô lậu của các độc giác và A-la-hán là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng.
Lại nữa, Xá Lợi Tử, giả sử tất cả hữu tình ở mười phương đều dứt các lậu thành A-la-hán, đầy đủ các công đức sau: sáu thần thông, tám giải thoát, vân vân. Mỗi mỗi hữu tình lại hóa làm trăm ức quân ma, các ma đó có nhiều không? Xá Lợi Tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ: rất nhiều. Số các A-la-hán kia đã rất nhiều, huống chi tất cả đều hóa làm trăm ức quân ma, các quân ma này đâu có thể lường biết được. Phật lại hỏi Xá Lợi Tử: như vậy vô biên các A-la-hán đã hóa làm vô lượng vô số quân ma có năng lực làm cho tâm một vị Bồ-Tát bất thối bị biến chuyển tạm thời phải không? Xá Lợi Tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, không thể được. Bạch Thiện Thệ: không thể được. Vô lượng vô số quân ma như vậy không thể làm cho tâm một Bồ-Tát bất thối bị biến chuyển được. Phật lại hỏi Xá Lợi Tử: ý thầy thế nào?